Vâng, hello, xin chào tất cả quý hàng đã quay trở lại với kênh YouTube của Xưởng Bán Đồ Gỗ Giá Gốc. Thì hôm nay ngày 27 tháng 2 năm 2020 thì cơ sở em có bàn giao bộ sản phẩm Minh Quốc Đào, gỗ lim Nam Phi cho ông Giang. Ông Giang ở xóm Mỹ Tiến, thôn Bãi Xã, Cao Viên, Thanh Hoài, Hà Nội. Một bộ sản phẩm mà cơ sở em làm cách đây 15 hôm. Thì hôm nay đã hoàn thiện kịp thời để bàn giao cho ông Giang. Đấy, sản phẩm này thì cơ sở em làm bao gồm là 6 món, một đoạn dài, hai ghế đơn, một bàn và hai đôn. Và sau đây thì em sẽ có đôi lời phỏng vấn của ông Giang về bộ sản phẩm và cơ sở sản gỗ Giá Gốc chúng em. Và con chào ông ạ. Đã, ông cho con xin đôi lời nhận xét về bộ sản phẩm và cũng là cơ sở. Nói chung là các bác là thôi thì nói thì tiền nào của ý thôi. Tức là cái giá tiền mức độ này mà được như thế này mà với cái hình thức trang trí của các bác thế này là tôi theo tôi nâng tâm tôi này là thế là mất những quan nhận xét tôi là cũng được tươi được, đối với tôi là tuyệt vời rồi, không có gì mà vì dạ. Chất gỗ đã là đạt rồi, dạ vâng. Quan trọng nhất tôi là chất gỗ, dạ vâng. Là đánh vec ly thì nó lại càng nhìn lộ ra gỗ, còn nếu sơn thì tôi lại không thích thật sự để thế nên là nhìn nó lộ thì tất cả mọi hàng này tôi chỉ nên là tuyệt vời rồi, dạ vâng. Đấy bác đặt niềm tin đâu rồi, đặt cơ sở bên con ạ? Là cái trước đó là một lần rồi chúng tôi gọi là như tôi định lý ghế kia năm nay mới thấy thực là được cái bộ ghế này, vâng. Là vâng đấy ông con tôi là tuyệt vời rồi, vâng. Ông Giang là một trong những fan cứng của Xưởng Gỗ Giá Gốc rồi ạ. Đấy đã được đại cơ sở một bộ sản phẩm rồi. Vì tôi đã ở rừng rồi, tôi nói từ bây giờ các bạn nim thì lúc này là thời buổi nó gỗ thời nào là tiền ý thôi. Dạ gỗ vâng. Nam Phi giờ là chỉ mang nó là gỗ nim chỉ có Nam Phi thôi. Dạ vâng, con cảm ơn ý kiến của bác. Đấy thì con xin bắt tay bác ạ. Đấy, con chúc ông nhiều sức khỏe ạ. Đấy, vâng, thì sau đây thì em sẽ đi vào chi tiết của bộ sản phẩm này. Và bộ Minh Quốc Đào gỗ lim Nam Phi này thì cơ sở em làm là cốt cách cột 12, khuôn tranh dày 2/8 và ván là 1/4 nha mọi người. Đấy, hàng rất là chắc chắn, hàng gỗ lim Nam Phi này thì hàng phải em bảo hành cho mọi người phải chọn đời mọi người ạ. Đấy, hàng lim rất bền. Đấy, gỗ vân lim Nam xanh. Lim xanh cực đẹp mọi người ạ. Đấy. Và hàng này thì cơ sở em báo với giá là 17.800.000 và vách của nó được vách tùng cúc trúc mai, tựa cho bốn mùa xuân hạ thu đông, bốn mùa thịnh vượng cho nhà. Đấy, và chương là chương đào chim nha mọi người. Đấy, có con chim. Đục cây bông rất là đẹp luôn. Đấy, và sản phẩm này thì bên cơ sở em là đục đầu lân chân móng, yếm là đục hoa lá tây. Đấy, và tay ở dưới của đục dòng hóa nha mọi người. Nên cái đường nét uốn cong rất đẹp. Đấy. Giá chỉ có 17.800.000, rất là hot. Đấy. Và cái kích thước đoạn này thì bên cơ sở em kích thước làm dài là 2m1 nha mọi người. Đấy, 2m1, chương đục đào chim. Vách là đục 4 mùa xuân hạ thu đông. Đấy, và sau đây thì em sẽ đi vào hai chiếc ghế đơn. Đấy, ghế đơn rộng có 85, sâu phủ bì có 65 và chiều cao của nó là 1m15 nha mọi người. Đấy, những cái đường nét vân của lim Nam Phi này thì hàng này thì cơ sở em bảo hành cho mọi người là trọn đời luôn. Để nói về lim Nam Phi thì nó quá bền mọi người ạ. Đấy, cái vách đây em quay cho mọi người xem những đường nét đục, cơ sở em đục máy sửa tay mọi người ạ. Đấy, và sản phẩm này cơ sở em được đánh vec ly nha mọi người. Đấy, nhìn ghế rất là trường, ngồi vào cực kỳ thoải mái luôn. Đấy, quý hàng cảm tưởng ngồi ở trong bộ bàn ghế, trên cái ghế này mà ngồi có chân lên xem đá bóng thì rất là tuyệt vời. Đấy, chân T12 hàng rất là ok, giá thành rẻ nhất hiện trường này. Đấy, và sau đây thì em sẽ đi vào chiếc bàn mọi người ạ. Bàn này bên em làm liền luôn một tấm nha mọi người. Đấy, đi cơ sở em làm kích thước bàn 1m35, rộng của nó là 65 nha mọi người. Đấy, hàng thì ngoài ra chú mua sản phẩm thì cơ sở em tặng kèm cho chú là kính bàn, kính đôn. Đấy, và đây đôn ngọt kích thước của nó 40x40. Đấy, bàn liền luôn một tấm, chọn gỗ lim này rất khó luôn mọi người ạ. Đấy, liền một tấm mà được cái vân đẹp này. Đấy, và đây là chiếc đôn cao. Đấy, kích thước của nó 70x40. Và tất cả bộ sản phẩm này đi cơ sở em đều biết bảo hành trên 35 nha mọi người. Đấy, trong hóa đơn bảo hành công binh 1 trong 35. Và em xin nhắc lại giá sản phẩm này thì cơ sở em bán với giá là 17.800.000, cột 12 và được đánh vec ly. Đấy, quý hàng yêu quý sản phẩm thì nhanh tay liên hệ em theo số điện thoại 0985 357 33 hoặc số điện thoại 0968 882 852. Và địa chỉ em ở đối diện công ty. Cơ sở em đang bán giao cho chú Giang. Và cơ sở đồ gỗ Giá Gốc chúng em xin chúc chú Giang và anh Tuyền mà một buổi sáng thật hạnh phúc bên gia đình và người thân của mình và làm ăn phát đạt trong những năm 2020 năm canh tị. Đấy, và quý hàng yêu quý sản phẩm thì nhanh tay liên hệ em để đặt bộ sản phẩm này và xem được cái video này thì
hãy cho em một nút đăng ký kênh và một nút comment phía dưới để em phát triển một nghề, nghề một phát triển. Và em xin dừng video ở đây. Xin chúc tất cả quý hàng một buổi sáng thật hạnh phúc bên gia đình người thân của mình, một ngày được thật là may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.